Chiều ngày 5 tháng 1 năm 2022, huyện ủy Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, trưởng khối nội chính huyện, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính của huyện. Năm 2021, các cơ quan đơn vị trong khối nội chính đã luôn chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực công tác nội chính, đồng thời phối hợp chặt chẽ phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến kinh tế, chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong công tác quân sự quốc phòng địa phương, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng theo quy định, tổ chức giao nhận quân đúng quy định, quân số đạt 100% chỉ tiêu được giao, thực hiện tốt công tác hỗ trợ lực lượng tham gia phòng chống dịch. Ngành công an đã thụ lý giải quyết 76 vụ, 131 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 69 vụ, 115 bị can, xác minh giải quyết 131 nguồn tin tố giác tội phạm. Về điều tra các vụ án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã ban hành các yêu cầu điều tra, yêu cầu khởi tố bị can, yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ, tài liệu xem xét phê chuẩn khởi tố bị can, phối hợp với cơ quan công an, tòa án xem xét chọn các vụ án trọng điểm, tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm. Tòa án Nhân dân huyện đã thụ lý 432 vụ án các loại, đã giải quyết 413 vụ. Các vụ án được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thi hành án 775 việc. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình tại các địa bàn trọng điểm an ninh trật tự để không nảy sinh thành điểm nóng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và thực hiện các giải pháp về phòng chống tham nhũng được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm trọng điểm, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương. Các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ công lý. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, trưởng khối nội chính huyện, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các cấp các ngành đã đạt được trong công tác nội chính, công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng năm 2021, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là cơ quan công an, quân sự, làm tốt công tác phối hợp để nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để không bị động bất ngờ, cần xử lý các công việc phải từ sớm từ xa, bảo vệ các mục tiêu, các công trình dự án trọng điểm dịp trước, trong và sau Tết, kiên quyết đấu tranh xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, giết người, cố ý gây thương tích, biểu hiện cho vay nặng lãi. Đề nghị các cơ quan trong khối cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy vai trò để làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, cảnh giác với các thế lực thù địch, chống phá, quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện địa phương, tập trung kiểm tra kiểm soát thị trường, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát mua bán khai thác tài nguyên lâm sản và động vật hoang dã, thực hiện tốt hơn nữa công tác thi hành án, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các đơn vị để điều tra, truy tố, xét xử, không bỏ lọt tội phạm và không có oan sai, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát.